Chào mừng tất cả các bạn đến với Proving Area của tập 6 The New Mentor Người Mẫu Toàn Năng 2023. Rất là wow, một cái set quá là hoành tráng, rất là nhiều hoa, không biết mình phải làm gì ở trong đó đây. Hoạt động của chúng ta ngày hôm nay chính là quay fashion video cho sản phẩm kombucha của thương hiệu Yuwa đến từ Nhật Bản. Quỳnh cũng đã từng đóng MV, quay PVC cho rất nhiều các nhãn hàng rồi, thì Quỳnh cũng đã có những cái kinh nghiệm nhiều năm trong cái lĩnh vực đó. Và với cái tinh thần là tinh tế, sang trọng, mang lại một cái nguồn sức khỏe và sự trẻ đẹp, sự thư thái từ bên trong, đó là tất cả những gì nhãn hàng mong muốn các bạn thể hiện trên fashion video lần này. Vừa fashion lại vừa relax, lại còn vừa thoải mái, thế thì nó có phải là mâu thuẫn với nhau hay không? Fashion video lần này của các bạn sẽ có thời lượng tối đa là 30 giây. Một điều hết sức đặc biệt đó chính là New Mentor sẽ không tham gia quay hình trong hoạt động này. Super Mentor và New Mentor sẽ phải quyết định xem ai là người sẽ trực tiếp ở tại set để hướng dẫn các người mẫu và ai sẽ là người giám sát monitor để đưa ra những nhận định về bố cục, về dáng vóc cũng như là những điều cần phải chỉnh sửa đối với các người mẫu trên khung hình. Em có buồn khi mà nghe là không có cho New Mentor vào quay, nhưng mà em nghĩ lại là nếu như mà mình đang là New Mentor, mình phải tập trung làm công việc của mình tốt nhất có thể. Chúng ta sẽ có 30 phút để trao đổi với đạo diễn cũng như là tập dợt với máy quay. Và các bạn sẽ có 35 phút để thực hiện hoạt động quay fashion video này. 35 phút. Bình thường quay một ngày chưa biết xong chưa? Không biết là các Super Mentor sẽ có thắc mắc gì về hoạt động lần này không ạ? Cho Hà thắc mắc là New Mentor và Super Mentor hoán đổi vị trí cho nhau đúng không ạ? Ví dụ như New Mentor đã đứng để coi monitor thì Super Mentor sẽ hướng dẫn camera và người mẫu trình diễn hay là sao ạ? Và trong xuyên suốt thời gian đó là mình sẽ không đổi vị trí. Nếu như mình xác định từ đầu là New Mentor giám sát monitor rồi thì Super Mentor sẽ ở trong set và ngược lại, chúng ta sẽ không đổi được vị trí. Những yêu cầu của khách hàng á, là sản phẩm của họ như thế nào, có thể chi tiết hơn trong cái cách mà mình đặt để và xuất hiện của sản phẩm hay không? Theo thông tin trao đổi với nhãn hàng thì những cái fashion video này sẽ là những video được sử dụng trong chiến dịch quảng bá đầu tiên của họ, bởi vì đây là một sản phẩm lần đầu tiên về Việt Nam và đến từ Nhật Bản. Vậy thì đối với nhãn hàng, họ sẽ cần một video thể hiện được đúng nhất cái tinh thần, đó chính là cái sự thoải mái, cái sự tinh tế, cái sự sang trọng và đặc biệt là khỏe và đẹp từ cái sản phẩm này, để cho họ tác động và họ tấn công thị trường đối với các khách hàng là những khách hàng mới chưa từng sử dụng qua sản phẩm. Thật sự là một điều tuyệt vời. Đầu tiên rất là tuyệt vời vì bọn em gần như là đại diện cho một cái nhãn hàng mới xuất hiện tại Việt Nam. Ngày hôm nay, team an toàn lúc này sẽ không phải do Super Mentor chiến thắng lựa chọn nữa. Team an toàn sẽ do nhãn hàng lựa chọn. Và tôi sẽ có một quyền cứu để cứu một trong số 4 thí sinh bị gửi vào Judgment Area. Super Mentor chiến thắng sẽ loại 2 người mẫu trong số 3 người mẫu còn lại sau khi tôi đã cứu một. Cứu cho đúng nha anh. Xin mời 4 New Mentor, các bạn sẽ bước lên đây nhận phong bì, quyết định thứ tự. Và bây giờ, xin mời các New Mentor hãy mở ra và cho tôi biết thứ tự của các bạn ạ. Số 1. Đừng có bắt bìa. Ở đây không có 6 chỗ bìa đâu. Em sợ chị Hằng nói nghe chị Hằng sẽ la. Em thích được bốc số 1 hơn. Em được trải nghiệm đầu tiên, em xong rồi em ra. Em fresh. Vậy thì team của Super Mentor Thanh Hằng sẽ là vị trí số 1. Super Mentor Hồ Ngọc Hà vị trí số 2. Super Mentor Hương Giang vị trí số 3. Và Super Mentor Lan Khuê vị trí số 4. Mình được tập sớm, nhiều người quan sát sớm thì concept của mình và người khác nó có bị tác động hay không? Để hỗ trợ cho hoạt động quay hình của tất cả mọi người ngày hôm nay vẫn sẽ là một gương mặt quen thuộc. Xin giới thiệu đạo diễn Dương Vũ đến từ DV Agency.
xin chào host Dược Sĩ Tiến, xin chào bốn vị mentor và tất cả các bạn models của The New Mentor. Ngày hôm nay thì Dương Vũ rất là vui khi được quay trở lại đây để hỗ trợ và đồng hành cùng với lại tất cả các bạn ở trong thử thách quay chính của ngày hôm nay.